Sơn. Hôm nay em đã lớp 3. Em học trường tiểu học An Khánh. Sở thích của em là bộ môn nhịp điệu. Em tên là Đinh Phúc Điền. Em lớp 3. Sở thích của em là đá banh. Em tên là Phạm Phương Anh. Lớp 3, trường tiểu học Hà Ninh. Sở thích của em là môn bóng bàn. Em tên là Thiên Hương. Em học lớp 38. Em thích vẽ. Em tên là Lê Phước Lam. Lớp 3, trường Khai Minh. Sở thích của em là môn bóng bàn. Em tên là Đặng Thanh Mai. Em học lớp 3 năm trường tiểu học Khai Minh. Sở thích của em là xem phim. Em tên là Gia Huy. Môn yêu thích của em là môn bơi lội. Em tên là Phạm Minh Thanh. Em học trường Khai Minh lớp 3. Sở thích của em là nhảy. Em tên là Như Huy. Em học lớp 3 trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Sở thích của em là đá banh. Em tên là Nguyễn Trấn Hưng. Em học trường Khai Minh. Sở thích của em là môn thủ công. Các em ơi, các em đã sẵn sàng cho chương trình ngày hôm nay chưa? Chắc chắn chưa nào? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào mừng cô huấn luyện viên của chương trình ngày hôm nay nào. Xin chào các em. Yeah. Cô xin giới thiệu, cô tên là cô Quỳnh Như. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn chơi trò chơi vận động này nhé. Dạ. Các em ơi, trước khi mình bắt đầu khởi động thì mình hãy hô thật to câu khẩu hiệu của chương trình chúng ta được không nào? Dạ được. Chị đếm từ 3, 2, 1. Có vẻ như là những số trước thì các bạn đã xem rất là đầy đủ nên là đã biết được câu khẩu hiệu của chương trình. Đúng rồi, các bạn rất giỏi. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu khởi động nha. Rồi hai tay dang ngang giãn hàng cho cô nào. Rồi hai tay chống lên eo mở chân. Hey. Đúng rồi, rồi khởi động khớp cổ, xoay cổ, xoay tròn. Rồi ngược lại nào. Hai tay dang ngang, xoay khuỷu tay. Mạnh, ngược lại. Rất giỏi. Hai tay lên cao. Xoay tròn cánh tay. Rồi, cùng cô ngược lại nào. Hai tay trên eo. Xoay cái eo bự. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, rồi mũi chân chống lên, xoay cổ tay cổ chân. Đổi bên nào. Rất giỏi, hai tay trên gối. Xoay gối. Rồi, ngược lại. Rồi, hai tay trên hông nào. Vì trò chơi chúng ta có liên quan đến bật nhảy, cho nên các bạn hãy bật nhảy cùng cô nha. Rồi, nhóm mũi chân lên. Rồi, bé thỏ nhảy cùng cô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhảy cao lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Rồi. Tay đẹp đâu? Tay đẹp đâu? Để lên đây cho cô nào. Đúng rồi. Rồi. Nhấc chân lên. Đầu gối chạm. Đổi chân. Rồi. Mình liên tục nha. 1, 2, 3, 4, 5. Nhanh lên. Nhanh lên. Thôi. Rồi. Hít thở. Đây. Rồi, các bạn đã cảm thấy nóng người chưa? Các bạn sẵn sàng để chơi trò chơi chưa nào? Cô mời các bạn chia ra 2 đội và mỗi đội làm thành 5, có 5 bạn nha. Cô cần các bạn điểm danh nha, từ 1 tới 5. 1, 2, 3,
4 5 1 2 3 4 5 Rất giỏi. Rồi, mình từ 1 đến 5. Nhớ nha, số của mình ở đâu mình giữ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một lần, xong sau đó các bạn sẽ được chơi nháp một lần, rồi mình xé nháp, xong mình sẽ chơi chính thức. Chơi chính thức có quà nha. Thích quà không? Rồi, bây giờ cô và cô MC sẽ thị phạm cho các bạn nha. Rồi, nhớ số của mình chưa? Rồi, cô sẽ bắt đầu. Cô là số 1. Cô là số 1 nha. Các bạn số 1 sẽ bật nhảy thật xa. Rồi, một lần. Rồi, tiếp theo, bạn số 2 đâu? Ví dụ con là bạn số 2 đi. Rồi, con chạy lên đây kế bên cô. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Rồi, tiếp, được chưa? Tiếp, con bật nhảy 2, 3, bật. Rồi, đứng yên. Bạn số 3, chạy lên. Chạy lên kế bạn số 2. Rồi, bật nhảy. Giỏi. Bạn số 4, chạy, 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 nhanh, 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 nhanh. Rồi, bật nhảy. Rồi, tiếp, bạn số 5. Bạn số 5 đâu rồi? Bạn số 5, chạy lên, đúng rồi. Rồi, bật nhảy cho cô. Rồi, đứng yên tại chỗ. Cô sẽ là người cầm cờ. Bạn số 5 đâu? Bạn số 5, cướp cờ. Cướp cờ, chạy nhanh về, đưa cho cô MC. Đó, cô MC đứng trên bục. Đó, rồi. Rồi, các bạn hiểu chưa? Hiểu luật chơi chưa nào? Rồi, sẵn sàng chơi chưa? Rồi, gieo mạnh nè. 1, 2, 3, yeah! Chúng ta sẽ chơi thử một lần. Bắt đầu chưa? Cố lên! Rồi, đứng yên nào con. Rồi, tiếp tục. Tiếp, số 3. Cố lên! Nhảy cao. Tiếp, bạn số 4 đâu rồi. Tiếp. Số 5, nhanh lên con, nhanh lên. Rồi, cướp cơ, chạy về. Nhanh, chạy, chạy, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Yeah! Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lượt chơi thử đầu tiên. Các em ơi, về lại vị trí cũ nào. Nháp đâu, nháp đâu. Nháp đây, nháp đây. Xé nháp. Rẹt. Và nhét vào túi. Nhúc ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lần chơi chính thức đúng không cô? Đúng rồi, chúng ta sẽ có phần thưởng ở vòng chơi này nha các con. Các con có thích không nào? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chưa? Cố lên, số 2, số 2. Cố lên, nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng. Số 3, số 4, nhanh lên. Số 5, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, cướp cơ. Chạy lên, nhanh lên. Nhanh, 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 nhanh. Rất giỏi. Rồi, cô mời các bạn về hàng ngang cho cô nào. Các em có thấy vui không? Vậy là đội nào chiến thắng ta? Đội 1 đã xuất sắc giành được chiến thắng. Yeah. Nhưng cô thấy rằng đội 2 cũng rất là cố gắng. Các bạn cũng đó, những giọt mồ hôi lắm tắm trên cơ thể rồi. Rồi, cô quyết định sẽ trao giải thưởng cho cả hai đội. Vậy là phần thưởng của hai đội sẽ giống nhau đúng không cô? Tại đúng vì rồi. Em thấy là hai đội đều rất là ngang tài ngang sức, nhưng mà chỉ thua nhau ở một chút xíu may mắn thôi đúng không ạ? Đúng rồi, các bạn rất giỏi. Dạ, vậy thì phần quà của chúng ta chắc là sẽ nhờ cô trao cho các bạn được không ạ? Các em ơi, thích quà không? Đố các em biết quà sẽ là gì nào? Dạ, chính xác, đó chính là sẽ là một phần sữa tươi Vinamilk đến từ nhà tài trợ. Và các em ạ, khi về nhà các em hãy nhớ uống thật là nhiều sữa nha. Biết uống sữa để làm gì không? Để làm gì nào? Để tăng sức khỏe. Chính xác rồi, nhớ nha. Và ngoài ra, các em có thích là những chiếc áo mà chị và cô đang mặc không nào? Có đẹp không? Vậy bây giờ, xin mời cô hãy tặng cho các bạn những chiếc áo thật xinh xắn ạ. Rất xinh nha. Rồi, cô tặng con. Áo đẹp không? Dạ đẹp. Em có cảm thấy vui không? Rất là săn chắc à, đó là tập xong là rất là săn chắc luôn hả? Nhưng
Về nhà nhớ là cũng phải tập luyện nhiều nữa nha. Chứ không mình chơi có một lần là về nhà là cũng hết săn chắc luôn. Cứ nào. Yeah. Rồi, các em ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thay áo thôi. Thay nào. Một đàn tàu xinh xinh xinh. Một đàn tàu xinh xinh đó. Rồi, cô mời các bạn giảng hàng ra nào. Rồi, tay giang ngang, tay giang ngang. Và bây giờ chúng ta hãy thả lỏng cơ thể nha. Rồi, hai chân mở ra như cô nào. Rồi, hai tay đan vào nhau, lên cao. Căng cơ, nhón cao. 1, 2, 3, 4, 5. Nghiêng sang trái. Giỏi. Nghiêng sang phải. Rồi, tay ra đằng trước. Hai tay chạm đất nào. Tay đưa cao lên trời. Rồi, tay dang ngang một vai. Tay song song trước mặt. Chân trái co vào. Buông cả hai tay. 1, 2, 3, 4, 5. Tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4. Hít thở. 3. Tay đưa cao lên trời. 5. Rồi, co chân ra đằng trước. 1, tay song song trước 2, 3. Buông cả 4, hai tay. 5. Đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, hai tay lên cao. Hít thở nào. Khi cô nói xì thì bạn gặp người xuống nha. 2, 3, thở. Xì. Lần nữa nào, hai tay lên cao. Nhón cao lên, nhón cao lên. 1, 2, 3, thở mạnh. Cô dạy lần cuối. Bài tay cao, tay cao. 1, 2, 3, thở mạnh. 4, hít thở, hít thở. Rồi, cô đếm tới 3, các bạn nhảy lên ghê nha. 1, 2, 3. Mạnh lên, 1, 2, 3. Buông cả hai tay. Rồi. Các em ơi, có cảm thấy khỏe chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hô khẩu hiệu tên chương trình một lần cuối nha. 3, 2, 1. Mà chơi, chơi mà tập. Yeah. Vâng thưa quý vị, vậy là 15 phút dành cho chương trình Tập mà chơi, chơi mà tập đến đây đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo. Bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4. Hít thở, hít thở, hít thở. Tay đưa cao lên trời. Tay dang ngang bờ vai. Tay song song trước mặt. Buông cả hai tay. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4. Hít thở, hít thở, hít thở. Tay đưa cao lên trời. Tay dang ngang bờ vai. Tay song song trước mặt. Buông cả hai tay.